Chào quý cô, quý ông bà và anh chị em. Con Linh Mục Martino, Nguyễn Bá Thông, giáo phận Savannah. Con quay cái video này trong những ngày con đang chuẩn bị cái chương trình tình mẹ cha ở tại California. Cho nên rất là bận rộn, nhưng cũng có một cái chuyện cũng khá quan trọng. Hai cái chuyện khá quan trọng trong những ngày qua mà mọi người cứ email hỏi con, cũng như nhắn tin, cũng như gọi điện thoại và hỏi con nghĩ như thế nào. Hai cái chuyện đó là những cái bài viết của anh Châu về những cái cần thiết của thay đổi, cũng như là bài viết của cô Ngân Hà. Họ hỏi con là bởi vì họ thấy cả hai người đó đều nằm trong cái friend list của con. Thì trước hết con xác nhận là vâng, con biết anh Châu và con gần đây chơi với anh Châu. Còn cô Ngân Hà thì con biết cô Ngân Hà thì những ngày 90 mấy trước khi con đi tu, khi đó cô ta mới đoạt cái giải gì Hoa Khôi các tỉnh miền Nam thì năm 17, 18 tuổi gì đó. Trước hết bàn về chuyện của anh Châu thì thứ nhất là con như tôi có chia sẻ riêng cá nhân với anh Châu nữa, là khi anh viết như vậy thì đôi lúc các linh mục cảm thấy, các linh mục Việt Nam, nghĩa là cả bài linh mục Việt Nam lạ lắm phải không anh, thì sẽ làm cho các linh mục cảm thấy, hay là những người đọc họ cảm thấy là tất cả các linh mục. Nhưng nếu chúng ta đọc kỹ thì anh Châu không có nói tất cả các linh mục, mà trong đó anh mở cái đầu bằng rất rất rõ ràng là một số ít các linh mục. Cho nên là rất nhiều các anh em linh mục sống rất là tốt lành. Cho nên chúng ta nhìn vào đó, và cái vấn đề còn lại tôi nghĩ là chúng ta đặt câu hỏi là trong đó thì dĩ nhiên cái một cái bài thơ, cho nên không thể nào bài thơ nó diễn tả lên hết tất cả những cái gì nó đúng cả. Có một số trong đó tôi cũng không có đồng ý, nhưng cũng có một số mà tôi nghĩ mà nó là một cái tiếng gióng cho các anh em linh mục chúng tôi nhìn lại, chúng ta nhìn lại. Đó là cái vấn đề chẳng hạn như rượu chè, uống rượu, uống này nọ, thì tôi nghĩ đó là một cái điều cần thiết mà chúng ta cũng cần phải, bởi vì thực sự là các linh mục vì làm cha cho nên được mời gọi, cho nên đôi lúc uống cũng hơi nhiều, rồi nhiều khi được giáo dân thương thì đó là cái như vậy. Hay là những cái quan liêu của chúng ta trong cái hoàn cảnh chúng ta sống. Nhưng như tôi nói lại, tôi có nói là đầu tiên, nếu quý vị biết anh Châu viết cái đó là anh viết là chữ giáo hội, thì tôi có đề nghị là không dùng chữ giáo hội, bởi vì nó làm cho nó không phải là giáo hội. Chúng ta không có lên án giáo hội, mà chúng ta ở đây chúng ta nhớ là chúng ta chỉ lên án những cái hành động, và tôi nói rất là rõ ràng cái hành động của một số linh mục rất là ít. Trong đó tôi đọc cái bài đó, tôi cũng thấy vài điều nói về mình, và tôi cũng sẽ cố gắng cái phần đó. Không có nghĩa là tôi sẽ làm được, tôi sẽ thay đổi được, nhưng ít nhất đó là một cái tiếng chuông cảnh tỉnh để cho tôi nhìn lại chính mình. Thì đó là một chút xíu tôi chia sẻ về bài của anh Châu. Một cái bài thứ hai là cái bài đặc biệt là tôi sống ở Hoa Kỳ. Tôi nói cái này ra sẽ có nhiều người tại Hoa Kỳ cũng như Việt Nam có thể là không ưa tôi, nhưng mà tính tôi thì tôi muốn nói một cách rất là rõ ràng cái quan điểm của tôi. Cô Ngân Hà viết một bài về luật sư Lê Công Định, và đại khái từ cái góc nhìn của cô, cái bài đó tôi đọc thì tôi thấy cái góc nhìn của cô là cô nói về những cái hành động đặc biệt của luật sư Lê Công Định đối với những cô gái, tức là đại khái là cái chuyện nam nữ của Lê Công Định với con gái. Thì trước hết bây giờ chúng ta phải đặt ra hai giả thuyết. Không ai chúng ta ở đây mà dám nói cái sự đó đúng hay sai, bởi vì chỉ có người trong cuộc mới biết. Thì bây giờ tôi đặt ra giả sử thứ nhất là cô Ngân Hà bịa chuyện đó. Thì nếu cô Ngân Hà bịa chuyện đó thì chắc chắn là luật sư Lê Công Định và những người quen biết và đại diện cho luật sư có thể kiện cô ra tòa và lấy lại danh dự của mình. Chuyện đó là chuyện của họ, tôi không biết. Nhưng giả sử rồi, đó là cái giả sử thứ nhất là cô nói sai. Giả sử thứ hai là cô nói đúng, nhưng mà tôi cũng dám tin như vậy, không có một cái gì đó đúng 100%. Dường như tôi vẫn nói, không có một cái xấu nào là tuyệt đối, và cũng không có một cái tốt nào là tuyệt đối. Cho nên những cái điều mình nói tốt về người khác cũng không có nghĩa là mình nói tốt đúng 100%, bởi vì đôi lúc là mình nhìn như vậy nhưng mà đôi lúc nó hơi khác. Thì cái xấu này cũng vậy, không có nghĩa là những gì cô nói trong đó là đúng, nhưng đại khái nói là đa phần những điều cô nói trong đó là đúng. Thì tôi muốn các bạn và tôi nhìn như thế này. Thứ nhất, tôi muốn xác nhận là tôi biết cô Ngân Hà là một người bạn. Luật sư Lê Công Định tôi chưa bao giờ gặp anh, không biết anh, nhưng tôi là một người rất mến phục, đặc biệt là trong những ngày gần đây. Tôi dùng cái chữ rất mà mọi người nhớ cho rõ là trong những ngày gần đây. Thì tôi mến phục cái cách đấu tranh của anh. Tôi không làm được những gì anh làm, và tôi không có cái khả năng để làm những cái gì anh làm. Nhưng tôi phục, tôi mến anh những cái công việc của anh làm. Nhưng chúng ta cần phải nhớ như vậy, khi chúng ta lên án cô Ngân Hà, cô không lên án luật sư Lê Công Định là một con người không xứng đáng. Tôi tin như thế, bởi vì tôi nhìn như thế này, con người của chúng ta thì không ai là hoàn thiện cả. Những cái hành động sai, nếu bây giờ những cái hành động của luật sư Lê Công Định mà sai
về với đặc biệt là với những người phụ nữ như vậy, thì đây cũng là một cái tiếng chuông tốt để cho luật sư Lê Công Định đừng làm điều đó nữa, và cũng đừng có tôi dùng cái chữ lợi dụng thì không đúng, mà lạm dụng một chút xíu là những cái đấu tranh dân chủ để làm điều đó, thì đó là cái điều mà tôi nghĩ. Điều đó không có nghĩa là luật sư Lê Công Định không xứng đáng để là một nhà đấu tranh dân chủ. Chúng ta nhìn thấy luật sư Lê Công Định không phải là một nhà đạo đức học, đúng không ạ? Hay là một, xin lỗi là nói một quá đi, là không phải là các anh em linh mục như tôi là phải khấn đức thiết tịnh rồi đại khái này nọ. Cho nên mà chúng ta nhìn thấy là hôm qua tôi nói chuyện với ca sĩ Thụy Vũ thì ngài nói, ông ta nói với tôi là thưa cha, những người mà lãnh đạo thì thường thường là cái chuyện tình dục họ hơi mạnh mẽ, bởi vì chính vì họ mạnh mẽ như thế cho nên họ mới lãnh đạo. Rồi anh Thụy Vũ còn nói giỡn với tôi, anh nói cha cứ coi coi, ngay cả mấy con vật cũng vậy. Thì tôi nói ai là đem con người so với con vật, nhưng mà ba cho là không, con không có so sánh với cha, con chỉ muốn nói tức là những cái đó là mạnh mẽ. Rồi anh ta đưa ra cái ví dụ là chẳng hạn như tổng thống Bill Clinton mà bao nhiêu người Việt Nam chúng ta yêu mến, thì cũng có những cái tầm bậy tầm bạ, nhưng mà chúng ta phải nhớ đó là những cái hành động của cá nhân, những hành động nào sai trái chúng ta cần phải lên án. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta nói người đó không xứng đáng để lãnh đạo trong một cái vai trò chính trị, hoặc là dân chủ, hoặc là lãnh đạo một đất nước. Hai cái tài lãnh đạo đất nước và cái cá nhân, dĩ nhiên là người Kitô giáo, chúng ta ước rằng cái người đó có cả hai, là có tài lẫn có đức về cá nhân. Nhưng chúng ta nhớ là con người, không ai ngồi đây trong đó có tôi là đều có tài có đức, mình được cái này thì mất cái kia, hay là đôi lúc thế này thế nọ. Cho nên trở về với bài viết đó thì tôi nhận định của tôi như thế này: chúng ta đừng quá cuồng tín để ghét luật sư Lê Công Định để rồi chửi luật sư là con người không xứng đáng. Cũng cùng một lúc, những người quá cuồng tín về luật sư thì cũng đừng cứ chửi cô Ngân Hà là cô là thế này, cô là thế kia. Bởi vì cả hai cái cuồng tín đó nó không đi về đâu cả. Chúng ta cần phải xác định con người chúng ta không hoàn thiện, và những hành động của chúng ta có thể là sai trái, và những hành động sai trái thì mình cố gắng sống tốt hơn. Nhân hai cái chuyện này thì tôi tổng kết lại, như nhiều lần tôi nói với quý ông bà và anh chị em, là chúng ta lên án cái hành động đó sai không có nghĩa là con người đó là xấu không xứng đáng. Bởi vì nếu chúng ta ngồi đây nhìn lại, nếu như vậy thì chẳng chúng ai chúng ta là xứng đáng cả. Trong đó có tôi cũng vậy, tôi biết bao nhiêu điều tôi làm sai, có những điều tôi cố gắng bao nhiêu năm nay vẫn chưa được, và chắc chắn quý ông bà và anh chị em cũng thế. Cho nên chúng ta cần tỉnh táo để lên án những hành động sai, nhưng mà những hành động đúng của người ta thì chúng ta vẫn cần tiếp tục ủng hộ, chúng ta phải cần tiếp tục khen ngợi và nâng đỡ để người ta tiếp tục làm cái phần tốt và từ bỏ cái phần xấu. Thì đó là cái điều chia sẻ cuối cùng của tôi. Xin Thiên Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta, và xin chúc mọi người một ngày vui, tràn đầy ân sủng và bình an trong tâm hồn, và tỉnh táo nhìn được cái vấn đề giữa cái hành động sai và cái con người sai trái. Amen.